kỷ lục thế giới. Thành tích đó giúp Smith xô đổ kỷ lục của đàn chị Missy Franklin 2 phút 04,06 giây, lập tại Olympic London 2012. Khi đó, Franklin cũng 17 tuổi giống như Smith hiện tại. Ở vòng loại 200m ngửa ở Guangzhou sáng 26 tháng 7, Smith phá kỷ lục trẻ thế giới với thành tích 2 phút 06,01 giây. Ít ai nghĩ cô có thể vượt Franklin chỉ sau một buổi chiều. Smith nhanh hơn người đứng thứ hai ở bán kết tới 3,22 giây. Điều đó có nghĩa nếu đạt 2 phút mùng 6 giây, cô vẫn đứng đầu. Bất ngờ từ Smith là một trong ba kỷ lục thế giới được phá tối 26 tháng 7. Trước đó, kình ngư người Mỹ Caleb Dressel cũng xoán kỷ lục thế giới 100m bướm nam của Michael Phelps năm 2009 với thành tích 49,50 giây. Ở chung kết 200m ếch nam, kình ngư người Nga Anton Chupkov với 2 phút 6,12 giây cũng vượt kỷ lục thế giới của Matthew Wilson và Ippei Watanabe.